Xin mến chào quý vị đang cùng đến với chương trình Việt Nam Ngày Mới. Tôi là Khánh Ly và đây là bạn dẫn của tôi Hải Triều. Xin chào Khánh Ly, xin chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam Ngày Mới và ngày hôm nay một dấu mốc đặc biệt của những người thực hiện chương trình trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thì rõ ràng ngày hôm nay của chúng tôi có rất là nhiều ý nghĩa. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 6 tháng 1 kỷ niệm 76 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên và ngày hôm nay ngày 6 tháng 1 cũng đánh dấu 7 năm chương trình truyền hình đầu tiên của truyền hình của Việt Nam lên sóng chính thức đến với tất cả cử tri và nhân dân cả nước. Và phải nói rằng là với dấu mốc này thì chúng tôi mong muốn rằng là tất cả quý vị khán giả và tất cả những ai theo dõi của chúng tôi trong suốt 7 năm vừa qua thì sẽ tiếp tục dành nhiều tình cảm hơn nữa cho tập thể của chúng tôi. Và thưa tất cả quý vị, tự hào về những gì đã đạt được, đồng thời hòa cùng với những đổi mới của đất nước và Quốc hội khóa 15, truyền hình Quốc hội Việt Nam xác định mục tiêu trở thành kênh truyền hình chính luận chuyên nghiệp, chuyên sâu và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Theo đó thì năm 2022 thì khung chương trình mới của truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ được thiết kế theo hướng tiếp cận với khán giả ngay từ những khung giờ đầu tiên của một ngày mới. Việt Nam Ngày Mới sẽ gõ cửa từng nhà trong khung giờ từ 6 giờ đến 7 giờ sáng hàng ngày và truyền năng lượng cũng như là cảm hứng cho mọi gia đình. Hy vọng là bắt đầu từ ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ giống với chúng tôi giữ được thói quen. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương trình Việt Nam Ngày Mới vào 6 giờ sáng mỗi ngày trên truyền hình Quốc hội Việt Nam quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đầu tiên của Việt Nam Ngày Mới.